bà xúc động quá anh ơi. Sắc của Quý. Bảo. Bây giờ bữa nay là của đầu tiên rồi, nhưng mà của phim quà, nhưng mà nay là biết tên hết, nhưng mà không nhớ tên chứ biết mặt hay đó. Nhưng mà đất buồn thấy không có ơn mà con như vậy được, nhưng giờ là sắc là tình bồn. Đắng quá. Đắng ngại quá. Cho anh là thấy thương rất cho anh kia nói cho em chuyện thế này. Đừng có mê một cái gì đại con. Không gây ồn ào đừng gây ảnh hưởng đến đồng bào người Việt Nam phải hùng bọc lẫn nhau như vào giờ phim cần thiết. Cho bà mẹ tôi nghĩ mẹ tôi hồi tôi có chồng 13 tuổi, làm ba chồng mình mất. Tôi ở nhà tôi nuôi ba đứa con tôi. Nhưng mà nghĩ tôi tưởng tượng tôi thương chứ. Muốn lên mà thiệt tức sắc là mẹ tôi nghĩ là từng nồi lực. Tôi luôn có từng này. Bà nãy ơi, em là cháu ngoại của bà để em giải thích cho anh hiểu lòng. Bà năm nay 84 tuổi rồi. Dạ, bà 84 tuổi rồi, nhưng mà bà lần đầu tiên bà đi, bà rất là muốn đi coi bộ phim của anh. Tại vì bộ phim này á, là em coi rồi, em mới coi cách đây 2 bữa. Là em nói là cái hoàn cảnh là giống như trang ngoại. Là ngoại mới có mười mấy, hai mươi, cỡ hai mấy tuổi là có ba đứa con mà chồng nó mất là ở vậy từ đó đến giờ. Từ đó đến giờ. Nên coi bộ phim này là bảo đảm là em nói là ngoại đi coi, ngoại mua một đống khăn đi chứ ngoại vô ngoại chứ chị không nổi đâu. Rồi, cảm ơn cô, cảm ơn bác. Ngoài chụp hình với lại anh Hải Tấm. Đã ủng hộ. Dạ. Quay để chụp cho ngoại Tấm với anh Hải. Dạ. Ngoại đứng gấp. Đấy rồi. Ngoại xuống hai đồ đứng dưới. Đang đứng buồn kìa, đang đứng buồn một mình. Đây, chờ mình nói mình nha.